quan trọng lắm. Bây giờ con hỏi cô chú nè. Là bà Kim hiện tại bà là bồ của ai? Bồ của Quý. Vậy thì ngày xưa bà là bồ của ai? Nhưng mà chị gì? Đừng có hỏi, đừng chú hỏi. Có tài lanh cô ơi. Là cái vấn đề á, ngày xưa bà là bồ ai không quan trọng. Nhưng bây giờ bà là bồ của ông Huy. Vậy thì tại sao ông Vinh cứ nhìn bà Kim hoài? Trời đất ơi, cái con nhỏ này vậy mà cũng làm hết hồn. Thì nó là đàn ông. Nó gặp gái rồi phải nhìn. Thấy không? Nói vậy không đúng. Vậy bình thường con ở trong nhà đó, gái đẹp vậy nè, sao không nhìn đi? Trời, cô chú thèm con đến mức lè lưỡi rồi luôn hả? Là ói đó. Nhưng mà cái vấn đề á là bây giờ tại sao? Tại sao là bồ của anh mà em cứ nhìn hoài là sao? Không lẽ cái này là tình chị duyên em? Trời ơi, đàn ông mà, thấy không? Anh hùng giống như chú nè. Anh hùng mà phải lụy cái ải mỹ nhân thôi. Chính xác. Ra đường gặp gái đẹp là mình phải tia cánh mắt này lên. Ê, mai mốt mà anh gặp đó là anh có tia vô em phải ủng hộ anh nha. Tia vô đám đuối. Đó, anh hùng. Không nhìn ông đi. Ồ. Từ trên xuống dưới không có cái nét nào anh hùng hết đó. Vậy hả? Anh hùng. Phải không? Không thể sai được. Ừ, cảm ơn nha. Dạ. Nhụt. Thôi mày. Qua đây. Tôi xin phép anh ngồi nha. Dạ. Anh nhìn thấy rượu Kim tặng có ngon không? Chắc chắn là phải ngon rồi. Trời ơi. Xin lỗi chú. Tôi tức chưa? Ôi, còn thả thính ve vãn nhau nữa kìa. Quá đáng thiệt chứ. Chúc sức khỏe. Quá đáng chưa? Cô muốn làm thánh giống quá. Làm cái vậy? Bà La ơi, kỳ quá, kỳ quá. Kỳ đúng không? Làm sao mà có thể làm như vậy được, quá kỳ. Kỳ là con kỳ á. Nhìn thái độ con giờ giống mấy bà muốn đánh ghen quá. Kỳ quá. Ê, làm gì có cô. Lộ rồi, bà La lộ quá. Không có. Nghĩ sao vậy? Tại vì con tức cho anh Huy thôi, tức giùm thôi. Ôi, ê. Hứa với anh chuyện này được không? Chuyện gì? Là đừng tiết lộ cho. Nắm tay nữa, đúng là đàn ông mà. Đồ không đàng hoàng. Nghĩ sao á, bồ của anh mà cũng không tha nữa. Đây là lộ quá. Nó lộ quá. Nó đang yêu đơn phương. Đúng là Kim ha. Lúc nào cũng hiểu chuyện, hiểu biết và khéo léo ha. Chắc em vô trong em phụ anh Huy làm bếp. Em đi trước nha. Đau quá. Chưa thấy chưa? Gì? Chú thấy chưa? Rõ ràng mà. Trời đất ơi, ban ngày ban mặt mà vậy đó, đúng là dâm phu dâm phụ. Con nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Rồi làm gì người ta? Kệ con.